Tại huyện Nam Trà My, hơn 40 hộ dân làng Tắc Rối, xã Trà Tập đã được di rời tái định cư về nơi ở mới. Tuy nhiên, việc đi lại của người dân vẫn bị cách trở khi chính quyền vẫn chưa xây dựng được cây cầu qua sông Chanh. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại huyện miền núi Nam Trà My. Theo nghị quyết 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam về sắp xếp dân cư, ổn định khu vực miền núi, tháng 5 năm 2020, gia đình anh Hồ Văn Tùng cùng 39 hộ dân khác với 250 khẩu ở làng Tắc Rối thuộc thôn 4 xã Trà Lập, huyện Nam Trà My được di rời về nơi ở mới, cách làng cũ 2 km. Ở chỗ mới, anh Tùng mở một quầy tạp hóa nhỏ để tăng thu nhập. Song vì chưa có cầu qua sông Chanh nên việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, chi phí vì thế cũng tăng cao. Giúp cho bà con làm được cái cầu treo qua cũng được, để cái lối sống của bà con mà đi qua đi lại trong phương tiện chứ. Để tiện việc di chuyển, người dân trong làng dùng những can nhựa lớn kết thành bè, dùng dây cáp để di chuyển qua lại giữa sông Chanh với quốc lộ 40B. Song việc đi lại bằng bè trên sông Chanh chỉ được diễn ra ở điều kiện thời tiết bình thường. Còn lúc trời mưa, nước sông dâng cao, chảy xiết thì làng Tắc Rối bị cô lập hoàn toàn. Mong trong thời gian sắp đến, vì bà con bên đó cũng là không có đường đi qua lại sông Chanh, thì cũng khó khăn trong thời gian sắp đến, cũng mong nhà nước quan tâm thêm cái cầu treo. Thứ nhất là cái tiện đường đi lại của người dân, khoảng hơn 200 hộ ở trên đấy, và đường đi lên vùng sông cho thuận tiện đi lại và sản xuất của người dân trong thời gian sắp đến. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, kinh phí để xây dựng một cây cầu treo khoảng 2,5 tỷ đồng. Nhưng đối với một huyện miền núi thì việc xây dựng cầu để người dân qua lại cần nhiều nguồn hỗ trợ. Đến nay, ngôi làng mới đã được hình thành bên bờ sông Chanh. Tuy nhiên, để tiếp cận được quốc lộ 40B nối từ đồng bằng lên miền núi và ổn định cuộc sống người dân làng Tắc Rối, rất cần một cây cầu treo bắc qua sông Chanh thay vì để dùng bè để kéo không an toàn như hiện nay.